Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Xin here, Horror Forest Game. Ok, đầu tiên thì mình sẽ đi vào trong tòa nhà này. Wow. Level 2. Các bạn sẽ nhìn cái map bản đồ này và các bạn sẽ đi theo cái map xem chỉ dẫn cho mình sẽ lên trên tầng 2. Level 3. Chắc là phải xuống tầng rồi. See the here. Ok, tiếp tục vào. Oh my gosh. Không phải đây, chắc chắn là ở dưới kia rồi. Oh my gosh, còn ta vẫn biết được chỗ này của ta ở đâu. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Xin đến here, Horror. Ở đây thiếu một bảng điều khiển hay là đoạn dây. Chắc theo mình nghĩ thì là bảng điều khiển thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi từng tòa nhà một. Ở tựa game City Hill này thì nó rất là dài. Các bạn phải đi vào từng nhà, sau đó lấy từng thứ, rồi các bạn sẽ ghép vào trong cái con thuyền đó. Và để ghép đủ con thuyền này thì chắc các bạn phải mất tầm 60 phút. Rất là lâu. Chỗ này không có gì nữa. Rồi, mình sẽ đi tiếp đoạn tiếp theo. Ngôi nhà tiếp theo. Xem cái máy bay này có gì không. Không có gì đâu.
tốt nhất là cứ vào trong này trước đã. Thì sao? Một chiếc chìa khóa. Làm gì đây? Để mở một cái hộp. Hộp nào? Rồi, mình sẽ chạy vào ngôi nhà này xem. Ngôi nhà này khá là xa. Đây rồi. Một bảng điều khiển, ok. Nhà không. Sau đó thì mình sẽ chạy về con thuyền vừa rồi. Cái này vẫn còn thiếu một đoạn dây. Như báo đỏ này là mình nghĩ là vẫn còn thiếu. Bản điều khiển đây có rồi, nhưng vẫn chưa khởi động được. Còn thiếu cái này. Ok. Sau đó các bạn hãy quay lại trong ngôi nhà đó. Trong ba ngôi nhà này các bạn sẽ quay lại và tìm tiếp để hoàn thành đủ con thuyền. Sau đó thì các bạn sẽ trốn khỏi con nơi đảo hoang này, nơi mà có xin hiên. Các bạn phải vào từng căn nhà một và tìm. Và ngôi nhà này không có gì, các bạn lại sang ngôi nhà bên cạnh và cứ thế tìm một trong ba ngôi nhà. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ ba. Jolax. Let's go. I want you for Jolax. Night one, đêm đầu tiên. Hello, my name is Bo. I'm the CEO of Zulax. Welcome to Zulax Incorporated. We have just bought this old antique shop. Some of the equipment is out of service. Our technicians will try to repair them in the coming nights. I must give you some basic instructions for the first night. On the main screen at the bottom right corner, there is an icon. If pressed, you can pull out the tablet to monitor the security cameras. You... Và có 5 chiếc cam ở ngoài để các bạn coi nhà, tránh cho cái ông Zolax này, ông ta vào trong. Một gã hề rất là điên cuồng. Bị thông báo rồi à, có gã Zolax, gã ta đang vào. Họ gặp xa. Wow. Oh my god.
con này đang bị hỏng. Mình vừa nhìn thấy gã đó xong, gã ta vào nhanh thôi. Vừa nhìn thấy gã ở Cameroon và bây giờ gã ta đã biến mất. Và mình sẽ xem ở ngoài xem có gã ta không. Lại tiếp tục. Đang hỏng cam này rồi, gã ta chuyên đi phá cam rồi. Oh my god. Đó, các bạn cứ tìm trong những chiếc cam này, tìm xem gã ta đang ở đâu. Và chiếc cam này để xem được rồi. Cam này đã bị hỏng rồi. Oh my god. Đó, ok. Xong, và mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ tư, Fly of Freddy. Ở cái game này các bạn sẽ phải đi coi gấu làm sao để tránh con gấu nó sẽ vào ngôi nhà các bạn. 12 giờ đêm ngày đầu tiên. Phần 1 tựa game này thì chiếc cam nó hơi tối một chút, cho nên là các bạn phải để ý xem có gấu không. Và các bạn sẽ xem liên tục như thế này thì con gấu nó sẽ không vào ngôi nhà các bạn đâu. Mình có thể đóng cửa và đi gấu vào trong ngôi nhà. Các bạn làm sao có thể coi được xung quanh này trong vòng hết chiếc đèn này? Thì hết cái đèn này chắc mình nghĩ đến tầm khoảng 4 giờ là hết. Cam 6 này rất là tối, không nhìn gì luôn. Thông báo có một con gấu có sổng. Và bây giờ các bạn sẽ phải coi nhà làm sao để tránh con gấu nó sẽ vào ngôi nhà các bạn. Now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs okay for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children. Okay, let's go. We need to show them a little. Bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp tới game thứ hai, Fly of Freddy 2. Ok. Và tự game Fly of Freddy 2 này thì nó sẽ có 3 đường để vào trong ngôi nhà, trong căn phòng này của các bạn. Thì khi nếu gấu vào trong ngôi nhà các bạn có thể trốn vào trong đây. Ở đây các bạn sẽ hóa trang là cũng là một chú gấu. Hóa trang. Phần 2 này thì các bạn sẽ lợi thế hơn ở phần 1, đó chính là các bạn có thể soi sáng được, có đèn flash để soi sáng. Và các bạn sẽ không phải mất như kiểu là nguồn điện cho cam, các bạn chỉ mất nguồn điện cho đèn soi sáng thôi. Và nếu các bạn muốn xem con gấu nó như thế nào, các bạn có thể để nguyên như thế nào trong vòng từ 1 giờ, 2 giờ và 3 giờ thì nó sẽ vào trong đây. Lúc đó các bạn sẽ phải chế như này. Nếu không thì chú gấu nhìn thấy các bạn sẽ cắn chết. So ok, và mình sẽ tìm tiếp những chiếc cam này như thế nào. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week, but complained about conditions.
We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters seemed to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. Có các bạn chơi như thế, và xem từng cam một, sau đó thì sẽ phải xem là con có vào trong nhà ngôi nhà các bạn hay không. Vẫn chưa có con nào vào. Đó. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang đến cái tiếp theo, Fly Fred đi ba. Hello. Đây là 5 chiếc cam ở ngoài nhà các bạn. Và ở đây là có 10 chiếc cam. Có 10 liền đôi 4, 6, 8, 10. 10 chiếc cam ở trong nhà các bạn. Và trong cái chiếc cam trong nhà, các bạn có thể tạo ra tiếng được. Đó là khi các bạn nghi ngờ vào một căn phòng như thế này. Các bạn sẽ ấn play audio. Nó sẽ tạo ra tiếng động để cho ông để cho con gấu nó sẽ khiếp và nó chạy đi. Yeah, you've officially become part of the attraction. You'll be starring as a security guard. So not only will you be monitoring the people on the cameras they pass through, you know, to make sure no one steals anything or makes out of the corner, but you'll also be a part of the show. It'll make it feel really authentic, I think. Now let me tell you about what's new. We found another set of drawings, always nice, and a foxy head, which we think could be authentic. Then again, it might just be another crappy cosplay. And we found a desk fan, very old school, metal though. Watch the fingers. Right now the place is basically just, you know, flashing lights and spooky props. I honestly thought we'd have more by now. We don't have something really cool by đó, next rất week. Là nhanh. So we may have to phần 3 tụi em này thì nghĩ nhanh thật. Tức là thời gian trôi rất là nhanh. Hello, các bạn phải coi thật nhanh. Rồi, và mình sẽ xem có cái nào ở trong này chưa. Wow, giật mình cái này luôn. Không biết có phải là nó không, chắc không phải. Đó, sau đó các bạn lại soi tiếp. Tránh là soi tránh gấu vào ngôi nhà các bạn. Rồi, các bạn thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp tới game tiếp theo. Fly of Red 4. Ok, do continue. Live One. Fly of Red 4 thì đã làm đẹp hơn. Đó là làm thành tựa game 3D. Và ở đây thì sẽ có 3 căn phòng. 1, 2, 3. Tức là 3 cánh cửa vào trong một ngôi nhà các bạn. Và đây, đây là phòng ngủ các bạn. Nếu mà gấu vào trong ngôi nhà này thì chắc chắn nó sẽ vào trong phòng ngủ này và nó ngồi cùng con gấu bông này. Và khi đủ 4 con nữa, là con này là 5, thì các bạn sẽ bị được cắn chết. Hoặc có thể là nó sẽ đứng ở cạnh cánh cửa như thế này, đứng sát vào đây thì nó sẽ cắn các bạn luôn. Đó, cho nên là các bạn phải coi đi thật nhanh. Thì ở đây sẽ có 3 cánh cửa này và mình sẽ vào từ cánh cửa 1. Mình sẽ đóng cửa, sau đó thì bật đèn flash lên. Sau đó sang căn phòng thứ 2, đóng cửa rồi lại bật đèn flash. Tiếp tục căn phòng thứ 3, đóng cửa rồi bật đèn flash. Let's go. Và cứ như thế 3 cánh cửa này. Mình sẽ đóng cửa rồi bật đèn flash. Một giờ đêm rồi. Khi các bạn đóng cửa thì ví dụ gấu ở gần đó thì nó nghe tiếng kêu cửa, nó sẽ chạy. Hai giờ đêm rồi. Rồi, và mình sẽ xem con gấu nó vào đây chưa. Chưa có con nào. Tiếp tục.
Đó các bạn cứ coi, càng nhanh càng tốt, làm sao để tránh gấu vào trong ngôi nhà các bạn nhé. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. The Scary Momo. Start game. Let's go. Tòa nhà rồi. Cái này nhà kiểu gì đây? Wow. Rất là khó luôn. Ok, và mình sẽ phải đợi Momo ra ngoài, sau đó thì mình sẽ chuồn vào trong. Trong ngôi nhà của Momo. Ở đây sẽ có gì không? Không có gì. Oh my gosh, bà ta đang ở đây. Bị chung máu lộn luôn. À thật. Momo, nhìn bà ta rất là kinh sợ luôn. Một quả con mắt trợn ngược. Và đứt tai luôn, tai thật. Tiếng kêu của tụi người này rất là to. Thôi, chỗ nào ở đây? Không có cái gì đây cả. Oh my gosh. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Family Pika. Start game. Let's go. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite good one. Problem, good one. Problem, great job. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Now it's time for everybody's favorite. Sweep, sweep, sweep. Okay. Các bạn sẽ đi tìm một bài cuốn sách. Ok, bắt đi chờ, bắt đi rồi. Các bạn phải đợi trong vòng 15 giây. 50. Ok, ba quyển sách. I wanna play with someone. Looks like it's sweeping time. Đi đường ta đây. Oh my god, xong ta lại đường này. I wanna play with someone. Chết rồi. Không biết đường nào rồi. Đi đường nào xem. Quan trọng là lộ mình hữu.
with someone. I wanna play with someone. I wanna play with someone. I wanna play with someone. Looks like it's sweeping time. I wanna play with someone. I wanna play with someone. Let's play. Đây còn hai cánh cửa nữa. I wanna play with someone. Ok. I wanna play with someone. Nếu mà bà ta vào đây thì mình sẽ chạy được. Nếu bà ta không vào, bà ta đóng cửa thì mình sẽ chết ra. I wanna play with someone. Oh my gosh, bị bao giờ? So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng tiếp theo. Ok, let's go. Ai đây? Oh my gosh. Chạy thôi. Cái này vẫn báo nhiệt độ là gã hề đang ở gần đây. Mà sao gã ta vẫn nhìn thấy mình nhỉ? Mình sẽ lock đây xem gã ta thấy được không. Oh my gosh. Wow, 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 let's go. Tức là cái này để báo sự nguy hiểm. Rồi, mình sẽ phải tìm cách để tránh sự nguy hiểm này. Đó, đi đường này đi. Đến đây là cần. Vậy thì mình sẽ phải đi này. Cô sông bà ta lại xuất hiện ra mình rồi, gặp mình luôn rồi. Ok. Vào trong này thôi. Wow, sự nguy hiểm tới gần luôn. Oh my gosh, không hiểu sao ông ta lại biết mình ở đồ phế tài chứ. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Và lại ở Freddy. Steelworks Studio. Cái tựa game Steelworks Studio này chơi cũng rất hay các bạn nhé. Các bạn trẻ có thể download tựa game đó rồi về chơi. Đó là các bạn sẽ về điều khiển chiếc xe tăng. Sau đó thì sẽ tiêu diệt đoàn quân. Ok, final 2 đi. Đêm đầu tiên. Thank you.
Ok, ở cái Fino 2 trong tựa game này thì đó là các bạn sẽ được xem những chiếc cam ở trong này. Hello, chiếc cam. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk about some of the things you can expect to see in your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything đây, you may have heard about the old location, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, my gosh. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility. They even let them walk around during the day. Vậy đó chắc là không có gì. But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database, so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be thinking about that. Đó, các bạn cứ chơi tự nhiên là. Sau đó thì coi làm sao để tránh càng lâu càng tốt. Và các bạn sẽ kiểm tra xem là trong ngôi nhà này đã có gì chưa. Okay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Live one. Ok, và từ cái này thì các bạn sẽ phải kiểm tra. Có một anh chàng, anh ta sẽ vào ngôi nhà này và anh ta sẽ tìm kiếm một cái gì đó. Rồi, anh ta đang bước vào. Đầu không biết đội cái gì, bốc khói luôn. Cái này như kiểu là một ngày lễ Halloween, hay là một anh chàng gọi là Halloween thực sự. Đội quả một quả bí ngô, nhưng mà trong quả bí ngô đó lại phát ra những ánh sáng và chiếc khói. Và khi các bạn không soi gì thì anh ta bước vào rất là nhanh. Mình sẽ để nguyên rồi. Và khi không soi, anh ta sẽ bước. Đó, anh ta bước rất nhanh luôn. Nhưng khi các bạn soi thì anh ta sẽ rất chậm. Rất chậm, rất chậm và rất chậm. Đó, và mình sẽ để một chỗ này. Ở quán bar đây. Đó, các bạn thấy anh ta đang bước vào. Cái cam 2 này thì, cam 1 này thì không nhìn thấy gì nữa rồi. Anh ta đã bước đến đây rồi. Rồi, anh ta đang đi. Đó, khi các bạn để nguyên, sau đó anh ta sẽ lại bước vào tiếp. Đây là chiếc cam, những chiếc cam để các bạn soi xem anh ta vào trong ngôi nhà làm những gì và anh ta lấy những đồ gì. Ok, rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.